Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây mình làm tiếp theo bài của Trần Trọng Sĩ với một đề tài được rất là đẹp đẽ, nhưng mình mạo muội xin đổi tựa đề lại trên kênh YouTube của mình. Đó là tựa đề Lật Mặt Kitô Giáo. Còn trong sách hiếm thì Trần Trọng Sĩ có ghi tiêu đề rất là hấp dẫn, rất là đẹp: Phía Bên Kia Ánh Trăng, Nhân Văn Của Kitô Giáo. Thì bài viết này nó như thế nào? Và trong đây có tất cả là dẫn chứng cụ thể cho chúng ta thấy những cái phần nguyên văn từ tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, và những hình ảnh cổ xưa nhất được làm chứng cứ. Có những đoạn văn tôi không thể đọc được hết, chẳng hạn như đoạn văn như thế này thì nó toàn là bằng tiếng Anh, hoặc là một những đoạn văn bằng tiếng Pháp. Bài này rất là dài, vì lẽ đó thì mình cũng xin mạn phép là không đọc những đoạn văn bằng tiếng Anh này, mà mình sẽ đọc phần nghĩa được dịch nghĩa bằng tiếng Việt, và mình sẽ làm trong gói gọn trong 30 phút. Bây giờ là 21 giờ 20 phút, và mình sẽ làm đến 21 giờ 50 phút. Mời các bạn lắng nghe. Mình đã copy ra đây rồi. Từ khi sinh sống ở Âu Châu, tôi bắt đầu cảm thấy ánh trăng Kitô giáo có mặt khuất, chưa bao giờ lộ ra ngoài ánh sáng. Và một trong những vùng tối nhất của Kitô giáo là cuộc chinh phục Mỹ Châu. Nhìn sơ vào bản đồ văn hóa của lục địa Mỹ Châu, phải thừa nhận rằng cây thánh giá là biểu tượng nhân văn tôn quý nhất, luôn được cài cắm ở nơi vinh quang trói lọi, đầy hoa thơm cỏ lạ nhất. Lại là những đỉnh núi cao và hùng vĩ nhất từ Bắc chí Nam. Kitô giáo dù không được minh nhiên là quốc giáo, có thể nói ở nơi đây nó là tôn giáo duy nhất không đối thủ cạnh tranh. Khi còn trẻ, tôi nhìn Kitô giáo như ánh trăng mát dịu, tuy xa nhưng vẫn có cái gì thân thiện. Dù chưa bao giờ tôi thích một ông linh mục kiêu căng trong chiếc áo trùm đen, nhất là những ông người Bắc luôn ra lệnh chỉ trỏ mà không hề thèm nhìn mặt ai mỗi khi tôi có dịp vào sân nhà thờ chơi khi còn bé. Được nhào nặng trong không gian nhạc Phạm Duy, giọt mưa trên lá, tiếng nói tinh khôi, lúc Chúa vào đời xin đóng đanh vì người, nhạc trình với phúc âm buồn. Người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài, nhuộm đất này, nhuộm cho hồng nhạt mầm trót vây, khó ai thoát khỏi có cái nhìn khâm phục vào các hình ảnh đẹp của Kitô giáo. Đến khi lên đại học, lần đầu tiên nghe hai chữ phúc âm là thánh kinh. Trong chương trình triết học Tây Phương có cái gì đó lôi kéo và thu hút hơn nữa, nhất là khi đọc những câu kinh Matthew. Từ khi sinh sống ở Âu Mỹ, tôi bắt đầu cảm thấy ánh trăng Kitô giáo có mặt khuất, chưa bao giờ lộ ra ngoài ánh sáng. Và một trong những vùng tối nhất của Kitô giáo là cuộc chinh phục Mỹ Châu. Vùng tối của Công giáo. Sau nhiều năm khắc khoải suy tư tìm hiểu, tôi đành phải nói rằng có sự thật mà ai cũng biết nhưng không ai muốn nói hoặc không dám nói ra. Đó là vào thế kỷ thứ 16, cây thánh giá đã theo chân một tên cướp biển tên là Columbus đến Mỹ Châu, cướp bóc, tàn sát và tru diệt toàn bộ thổ dân cùng các nền văn minh bản địa, khởi đầu cho một công cuộc xâm lăng thực dân kéo dài hàng thế kỷ, biến vùng đất này thành một trại chăn nuôi nô lệ khổng lồ nhằm phục vụ cho sự giàu mạnh của các đế quốc Kitô da trắng Âu Châu. Trong số này, một
xem người da màu là súc vật. 2. Tự cho là văn minh thượng đẳng. 3. Văn hóa kỳ thị chủng tộc và buôn bán nô lệ. Khi người cộng sản đến miền Nam, họ cho chiếu những phim ảnh do Liên Xô sản xuất nói về tính cách tàn bạo của người Mỹ đối với dân da đỏ. Lúc ấy tôi là một thanh niên chống cộng cực đoan, cảm thấy những gì phim ảnh Nga nói về lịch sử Hoa Kỳ không hơn không kém những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc. Đó chưa kể là cả một thời thơ ấu chúng tôi được nhồi nặng trong văn hóa cao bồi và tặc răng. Cao bồi là anh hùng da trắng đẹp trai, giỏi cưỡi ngựa bắn súng, chuyên đi đánh bọn cướp da đỏ ác ôn. Còn tặc răng là đại anh hùng đẹp trai da trắng, chú tể rừng xanh, chỉ huy được cả khỉ lẫn voi chống lại lũ da đen ăn thịt người, hay bọn da trắng kém lương tâm. Nói chung đối với giáo dục Việt Nam vào thời ấy của chúng tôi, da trắng là thiên thần đại diện cho lẽ thiện, còn da đen hay da đỏ đại diện cho rừng rú mòi rợ và tàn ác ăn thịt người. Người tìm ra châu Mỹ Kha Luân Bố được dạy khắp Việt Nam như là một vị anh hùng, một nhà hàng hải ngoại hải đại tài, con người của văn hóa, danh nhân của Hoa Kỳ. Tên tuổi ông gắn liền với thủ đô một đất nước hùng mạnh, văn minh nhất hoàng vũ, nơi mà ai ai cũng mong ước được làm công dân. Lần đầu tiên hình ảnh Kha Luân Bố bị sức mẻ đôi chút trong tôi, đó là lúc tình cờ vớ được một cuốn sách mượn từ thư viện Bootsy Stenrocks. Thời ấy tôi hay dắt con đến thư viện để tập cho nó làm quen với không khí văn hóa. Cuốn Những Giờ Phút Rực Sáng Của Nhân Loại cũng có thể dịch là Những Giờ Phút Đầy Sao Sáng Của Lịch Sử Nhân Loại của đại văn hào Stefan Zweig đã ca tụng Kha Luân Bố bằng giọng văn lôi cuốn đầy thán phục. Nhưng cũng do đây mà tôi biết Kha Luân Bố xuất thân từ cướp biển. Gọi Kha Luân Bố là cướp biển đối với văn minh da trắng Kitô giáo đã là một thái độ hỗn xược, chưa nói là dám lật đổ tượng đài của ông. Theo Stefan Zweig thì nhờ bản chất cướp biển mà Kha Luân Bố hội đủ mọi tố chất căn cường, gan lì, cương quyết và bạo dạn để tìm ra tầng thế giới. Mà đối với sự hiểu biết kỹ thuật hàng hải vào thế kỷ thứ 15-16 mới chỉ là những bước chân chập chững, rất cần những con người khai phá có những tố chất như Kha Luân Bố. Sự kính trọng của tôi dành cho Kha Luân Bố sau khi đọc Stefan Zweig ít nhiều vẫn giữ nguyên vẹn, vì Stefan hoàn toàn không đã động gì đến việc Kha Luân Bố đổ bộ lên Mỹ Châu như thế nào. Nhưng hình ảnh cướp biển của vị anh hùng này trong tôi đã có một mảng gạch đỏ bé bị bong xuất ra từ một tượng đài rất lớn. Dù tượng đài vẫn hoành tráng ngự trị, bỏ cuốn sách của Stefan xuống, tôi tự nhủ: một tên cướp tình cờ đi lạc mà tìm ra châu Mỹ đúng là giờ phút rực sáng cho nhân loại, và cho tên cướp biển dù sao cũng rất đáng kính phục. Rực sáng vì nhờ đó mà có nước Mỹ, có một quốc gia mới, có một tập hợp dân tộc mới đã và đang lãnh đạo nhân loại đi lên sau Thế chiến thứ hai. Rực sáng vì dù là ăn cướp nhưng biết hoàn lương, lại còn giúp cho nhân loại tìm ra một thế giới mới, muôn lần đáng kính phục hơn nữa tên giả đạo đức. Ít lâu sau, tình cờ một hôm ngồi rỗi bật dò các kênh truyền hình, đúng một đoạn phim của kênh National Geographic nói về lịch sử chiếm đóng Mỹ Châu, quay cảnh một thừa sai Kitô giáo đầu hói đi vào thôn làng người bán địa truyền giáo. Ông giơ tay cây thánh giá rất to lên cao như ngọn hải đăng, quét tà khí dọn sương mù trước từng bước chân đi. Rồi sau đó một đoàn quân Tây Ban Nha theo sau với gươm và súng đổ bộ lên các hải đảo, tàn sát trưởng làng, cầm tù các thanh niên, rồi hãm hiếp phụ nữ và trẻ em. Tôi bỗng bàng hoàng,
chỉ cần dừng lại và suy ngẫm tại sao một lục địa thênh thang như Mỹ Châu lại hoàn toàn vắng bóng các tôn giáo. Tại sao ở đây chỉ có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và một nước duy nhất nói tiếng Bồ Đà, nói tiếng Bồ. Tại sao người da màu ở đây chỉ sống trong nghèo đói lạc hậu mãi đến thế kỷ thứ 21, thậm chí có năm còn bị nạn đói? Nghĩ như vậy xong thì tôi tự trả lời được cho mình. Và cảnh phim mà kênh National Geographic chiếu ra tuy chỉ có một đoạn ngắn nhưng đủ để đánh thức tôi khỏi giấc ngủ quên, với chiếc tượng vàng mang tên Kha Luông Bố trong giấc mộng về châu Mỹ. Thế là từ đó tôi bắt đầu nghi ngờ về giá trị của văn minh Kitô của người Mỹ, luôn được đánh bóng ca ngợi những giá trị mà trước đó khi nhìn thấy và so sánh với nạn nhân người Việt bị cướp giết và hãm hiếp trên biển Đông. Tôi đã từng cay đắng cho rằng trong khi người đeo thánh giá đưa thuyền ra cứu giúp thuyền nhân Việt Nam thì người thờ Phật ở Thái Lan lại đưa thuyền ra để cướp hiếp người tị nạn. Vương quyền Thái Lan theo Phật lại im lặng để cho hải tặc Thái lộng hành. Ai có ác cảm với Hồi giáo, chứ sự thật là người Hồi giáo Mã Lai và Indonesia đã đưa tay cứu giúp thuyền nhân Việt Nam rất nhiều trong những năm sau năm 1975. Tôi là một cựu thuyền nhân ở đảo Ayraya năm 1979 sau này. Một vị sư ở Thái giải thích cho tôi rằng hải tặc Thái toàn là người Hồi giáo miền Nam Thái, sống nhiều nhất ở khu ven biên giới Thái Mã. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể kính trọng một đất nước Phật giáo lại tỏ ra thờ ơ với làn sóng người tị nạn. Sống ở một xứ sở tiên tiến Âu Mỹ, tôi thấy phần lớn người da trắng rất tự ái với chim muông, cầm thú trong thiên nhiên. Tôi nghĩ rằng tuy họ mang thánh giá nhưng tâm hồn của họ lại theo Phật, xem trọng mạng sống của mọi chúng sinh. Còn người Á Đông tuy đeo tượng Phật, tâm hồn lại như theo lối hành xử của văn hóa kinh thánh cựu ước, cho rằng Chúa sinh muôn vật để phục vụ con người, thấy chim là bắn hoặc bắn để bán phóng sanh kiếm tiền, thấy con gì bắt con đó, đánh cá bằng chất nổ hay bằng điện cao thế tàn phá môi sinh. Ông rừng không có nơi sinh sống, chim rừng như bìm bịp cũng bị bẫy để ăn thịt, và vì mê tín rằng thịt bìm bịp ăn vào như thuốc bắc ngừa được bách độc. Mặc dù bị cướp đất, cướp nước, cướp văn hóa, đánh mất cả truyền thống lẫn ngôn ngữ, thổ dân Mỹ Châu lại tự hồ rất vui vẻ với đời sống mới và văn hóa mới. Gần năm thế kỷ trôi qua, văn minh Trung Nam Mỹ chính là văn minh Công giáo Roma tại Âu Châu, được tái diễn mỗi lần giáo hoàng di giá sang Mỹ Châu Latin. Từng bước chân của ông là từng khối đất biến thành vàng ròng. Nơi đây là sân khấu của giới tu sĩ cũ liên minh với bọn chinh tướng mới. Cả hai đều cần cây thánh giá là cầu nối của âm mưu và quyền lực cho việc thống trị và bóc lột các dân tộc bị trị. Thánh giá và lưỡi gươm là song kiếm hợp bích ngự trị thế giới từ thế kỷ thứ 15 đến nay. Được linh mục Trần Tông Tĩnh dùng hình ảnh này để viết cuốn sử nổi danh Thập Giá và Lưỡi Gươm. Tuy hai mà một, tuy một mà hai, lưỡi gươm ẩn hình trong thập giá còn tàn ác và hiểm độc hơn lưỡi gươm lộ hình. Sự dễ dàng chinh phục và đồng hóa thổ dân được Alistair Hennessy ghi nhận như sau: giai đoạn mở đầu cuộc trắng lột vàng bạc được tiếp nối bằng sự ổn định nhờ cuộc chinh phục sâu vào từng vùng của cuộc tái chinh phục Tây Ban Nha từ người Moors. Quân đội của các chinh tướng tổ chức kỹ năng quản lý ngoại giao, sự làm chủ thời gian và sức mạnh vượt trội về kỹ thuật đã giúp cho việc thống trị các xã hội người da đỏ bị phân mảnh một cách dễ dàng. Cần phải thêm vào đây tác động của bệnh tật, sự thành công của các nhà truyền giáo và sự xuất hiện của một giống người lai máu mới. Mặc dù các đế chế tập trung
sống căn bản dựa vào kinh tế nông nghiệp như Aztec và Inca, nhanh chóng rơi vào tay các chinh tướng và bọn phản quốc làm tay sai cho họ. Thì những bộ lạc du mục sống bằng nghề săn bắn tập hợp trong rừng sâu vẫn không bị chinh phục trong thế kỷ. Trích từ bài Từ bản chất của cuộc chinh phục và những chinh tướng, Alistair Hennessy. Hiệp ước Todis Silat cùng với sắc chỉ Inter Hetera do giáo hoàng Alexander thứ 6 ký năm 1493 đã chia đôi thế giới cho hai vương quốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào thế kỷ thứ 15 và 16, là hai quốc gia Kitô hàng đầu trong ngành hàng hải. Điều này phù hợp với Thánh Kinh cho rằng quả đất và tất cả những gì trên đó đều thuộc về Thiên Chúa. Kinh Thánh Psalm 24:2.1 tuyên bố rất rõ mặt đất thuộc về Thiên Chúa và tất cả những gì nó chứa đựng. Đại diện Thiên Chúa dưới trần muốn cho ai đất ở đâu là quyền của giáo hội, và người Công giáo Việt Nam cũng dùng tư duy này để cướp đất những chùa chiền Việt Nam, trong đó đất chùa Báo Thiên, chùa Lá Vàng và vùng đất mà ngày nay tọa lạc ngôi vương cung thánh đường nhà thờ Đức Bà ở trung tâm Sài Gòn. Rất nhiều chùa chiền bị cướp, ở đây chỉ kể vài cái nổi danh nhất. Ngày nay người Trung Quốc vẽ ra đường lưỡi bò chín đoạn để tuyên bố rằng Biển Đông là của người Trung Hoa, do ngày xưa Trịnh Hòa từng đi tàu qua các vùng này. Họ đã áp dụng chiến lược vơ quét học được từ Kinh Thánh. Rất tiếc cho Cộng sản Trung Quốc không có sự hỗ trợ của một cây thánh giá như cây thánh giá của người da trắng. Nếu không, không chừng ngay người Việt Nam đeo thánh giá cả trong và ngoài nước đều ủng hộ đường lưỡi bò này nếu nó bốc mùi thánh. Vào năm 1974, Hoa Kỳ đã phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, đi thêm bán đứng Biển Đông cho Mao Trạch Đông. Vì tầm nhìn của Nixon và Kissinger chưa thấy được mức độ nguy hiểm của con hổ Trung Hoa khi đó thức dậy. May mà đường lưỡi bò chín đoạn này chỉ nằm chiếm Biển Đông, chứ nếu nó chiếm hết cả Thái Bình Dương và tuyên bố trái đất là sở hữu của thiên tử Trung Hoa. Vì thế giới là một đóa hoa mà dân tộc Trung Quốc được Ngọc Hoàng Thượng Đế lựa chọn cho con một của ngài xuống trần làm thiên tử cai quản ở trung tâm. Đó chủ quyền trên mọi dân tộc tứ phương, bao gồm mọi da trắng, mọi da đỏ, mọi Nam Man, mọi Bắc Di, mọi Tây Địch. Thì người đeo thánh giá sẽ nghĩ sao? Lịch sử Trung Hoa cũng mang rợ tàn ác không thể kể xiết, nhưng sự tàn ác nhất thế giới phải dành cho âm mưu bành trướng của các thế lực liên minh Kitô giáo với các đế chế Âu Châu. Từ thế kỷ thứ tư cho đến ngày nay, lần lượt trải qua 17 thế kỷ, có những đế quốc đã tàn lụi, có đế quốc đã biến mất trên bản đồ. Có đế quốc bây giờ chỉ là một quốc gia nghèo đói như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, nhưng Công giáo Roma dù là đã bị đẩy ra khỏi sân chơi của Âu Châu, nó vẫn sừng sững mạnh như ngọn núi Roma, không bao giờ trung thành với ai. Nó thay đồng minh như gái giang hồ thay tình nhân, nếu cần ngầm bắt tay với Hitler, giáo hoàng Pius thứ 12 chưa bao giờ ngần ngại. Nó cũng luôn thay đổi mặt nạ, khi cần làm tướng cướp thì nó mặc áo của Kha Luân Bố, khi cần làm nhà hiền triết nó biết cách sửa soạn, nhìn còn uy nghi hơn cả Aristotle, Plato. Nó có những tu sĩ mặc áo triết gia như Thomas, Aquin, Augustine. Khi cần làm nhà từ thiện, nó vuốt mặt là thành mẹ Teresa, đại diện đại thiện nhân duyên, chuyên bố thí giúp kẻ nghèo khó. Nhưng đặc biệt, Công giáo Roma không bao giờ đơn độc, nó luôn đi trước hay sau một đế quốc làm chủ sân.
Đoán thấy tình hình trong vài thập niên tới, Trung Quốc có thể sẽ thay Mỹ làm chủ sao? Vatican không ngần ngại, luôn mềm dẻo với Trung Quốc, cầu mong có sự kết hợp giữa hai cha con, Thiên Chủ và Thiên Tử. Tất cả các tôn giáo độc thần đều tàn bạo, bất chấp chiến tranh để thống trị. Nhưng trong lịch sử nhân loại, tôn giáo độc thần bắt nô lệ, người da đen cướp nước, cướp đất, tiêu diệt toàn thể nhân loại cùng với nền văn minh của nó trên cả một châu lục rộng lớn như Mỹ Châu. Thì chỉ có một, đó là Kỳ Tô giáo. Ta lại thử hỏi xem, cùng là người với nhau, các vua chúa thế tục dù rất tàn ác nhưng họ chỉ biết giết đối thủ có nguy hại đến vương quyền của họ mà thôi, tuyệt đối tránh sự lạm sát dân lành vô tội. Sao Kỳ Tô giáo lại có thể làm cỏ tất cả, bất chấp người dân có sức phản kháng hay không? Như trường hợp người thổ dân Mỹ, sau khi họ dùng cùng nhau ra sức cứu trợ cho Columbo khi ông bị đắm thuyền. Cuốn The God Dilemma, Bế tắc của Thiên Chúa hay tin hay không tin, tác giả V.C. Thomas đã đặt ra nghi vấn về niềm tin vào Thiên Chúa và cho ta câu trả lời. Gần như toàn bộ Kinh Thánh đều dạy sự chép giết, tàn sát và diệt chủng. Chỉ vì khác biệt văn hóa và tôn giáo, như khi người đang đánh và tiêu diệt người La-ít, mặc dù họ sống an lành, không chống cự. Và đây là đoạn kinh V.C. Thomas trích để dẫn chứng cho các luận cứ của mình. Vậy người đang tiếp tục lên đường, còn Mica khi thấy họ mạnh hơn ông quay lại và trở về nhà. Rồi người đang thấy những gì Mica đã có, luôn cả thầy tế lễ của ông, và tiến đến La-ít, hàm đánh một dân sống an lành và không phòng bị. Họ dùng gươm đánh chết dân ấy và phóng hỏa đốt thành. Chẳng có ai đến tiếp cứu dân ấy, vì họ sống cách xa Sidon và vì họ cũng không giao thiệp với ai. Thành ấy nằm trong thung lũng gần Bết Rehob. Người Đan xây lại thành và định cư ở đó. Họ đặt tên thành ấy là Đan, theo tên của con trai Israel, tộc trưởng của họ. Mặc dù thành ấy vốn được gọi là La-ít, trích lại bản dịch từ Kinh Thánh Việt Nam. Văn chương khuyến khích giết chóc rất thường thấy trong Kinh Thánh. Nó cho phép tàn sát ngay kẻ chưa từng cầm vũ khí, như đàn bà và trẻ con, điều mà toàn bộ văn hóa thế giới không ai chấp nhận. Đoạn văn trên trong Kinh Thánh cho thấy một khung cảnh không gì khác lúc quân của Kha Luân Bố đến Mỹ Châu tàn sát để cướp vàng bạc, sau đó cướp nước và diệt chúng. Theo tôi, sau đây là những nguyên nhân văn hóa quan trọng nhất, trực tiếp hay gián tiếp, khiến cho Kitô giáo là nguồn gốc của những tội ác diệt chủng liên tục xảy ra trên thế giới, đặc biệt là vào thời đại Kha Luân Bố. 1. Xem người da màu là súc vật. Các sử gia đều gần như nhất quán cho rằng lịch sử của con người là lịch sử của sự phát triển dựa trên luật đào thải, rất giống với luật tiến hóa của Darwin. Chính thiên nhiên chọn lựa để cho phép ai sống còn. Kẻ sống còn là kẻ có thể sinh tồn và duy trì được sự phát triển của mẫu giống mạnh nhất. Tần Thủy Hoàng, thôn tính lục quốc mới có thể có nước Trung Quốc thống nhất tồn tại và hùng mạnh cho đến ngày nay. Đinh Bộ Lĩnh dẹp tan 12 sứ quân mới có một nước Việt thống nhất đủ sức đương đầu với đế quốc phương Bắc. Người da đỏ phải nhường chỗ cho văn minh da trắng mới có được bước tiến vĩ đại của nhân loại, mà đặc biệt là những bước tiến vĩ đại của Hoa Kỳ. Cái nhìn ấy được cay đắng đưa ra qua tiêu đề của cuốn Cultural Anthropology Global Forces, Nhân loại học về văn hóa, sức mạnh toàn cầu và đời sống địa phương, của tác giả Isaac David Euler. Dưới đây là đoạn văn được trích dẫn từ sách đó, cho thấy vào thời kỳ của Kha Luân Bố, người da trắng theo Kitô giáo không xem người da màu là đồng chủng với mình. Người da trắng đặt câu hỏi về người da màu như thế nào: những dân tộc này là ai?
làm sao mà họ có thể hiện hữu ở đó? Kỳ thực thì họ có phải là người hay không? Họ có là hậu vệ của Adam và Eva như người Kitô giáo Tây Phương và được cho là loài người hay không? Nghi vấn về nhân chủng của người da đỏ là một đề tài hoàn toàn nghiêm trọng. Hàng thập kỷ sau khi Columbus đến Mỹ Châu, giáo hội Công giáo Roma vẫn tranh luận về xuất xứ của những người bản địa. Lập trường bảo thủ thì cho rằng người dân bản địa không có linh hồn, bởi vì vậy họ không có con người, không phải con người. Nếu điều này là đúng thì họ được xếp hạng và được đối xử như súc vật, cũng được cho là không có linh hồn, có thể bị săn lùng, bị di chuyển, bị bắt nô lệ hay bị giết theo sở thích của những người chinh phục. Lập trường tự do được Bartolomeu Las Casas lãnh đạo thì cho rằng họ có linh hồn, do vậy đáng được đối xử nhân đạo theo cung cách người Kitô. Họ không thể bị giết hoặc bị bắt làm nô lệ một cách tàn ác, tuy nhiên họ cũng không nên bị bỏ rơi. Linh hồn làm người của họ cần được sự cứu rỗi và họ cần có những cũng như xứng đáng hưởng thụ một văn hóa chân thực và một tôn giáo chân thực. Cuối cùng, vào năm 1537 thì giáo hội đưa ra giáo luật thừa nhận người da đỏ là loài người và ra lệnh họ cần được đối xử một cách nhân văn. Tuy nhiên, điều này không ngăn chặn được sự tàn sát và lạm dụng vốn đã ăn sâu vào những nhà hành chính, những giáo sĩ thừa sai, binh sĩ, thương gia và các địa chủ. Đoạn văn trên cho chúng ta hai hình ảnh. Một, khi xem người bản địa là súc vật, họ giết không thương xót, giết để chiếm đất theo chính sách Archimedes được vua Tây Ban Nha chủ trương, cho phép cướp đất, cướp nước, ai cướp được ở đâu thì được chỉ định ban thưởng ở đó. Người bán địa và đất đai chiếm đóng thuộc sở hữu các chinh tướng, nên sự chiếm đoạt, tàn sát cũng như quá trình bắt nô lệ diễn ra không có mảy may sự tham dự nào của lương tâm cắn rứt. Đặc biệt họ tin rằng họ đang thực hiện sứ mạng mà Thiên Chúa giao phó. Cây thập giá nhờ đó mà được cài cắm theo bước chân của đoàn quân cướp giết trên những vùng đất thu hoạch. Tại đây người da trắng áp dụng chính sách lưỡi gươm trong tiên nhìn của linh mục Trần Tâm Tĩnh. 2. Khi ra sắc luật công nhận người bản địa da đỏ là người thì giáo hội lại nói thêm rằng không những không được giết và bắt làm nô lệ mà còn phải không được bỏ rơi họ. Họ cần có sự cứu rỗi. Đây là sự biến hình của lòng tham được nguy tạo và che đậy bằng một động từ cứu rỗi mà người Kitô giáo nhân danh Chúa của họ để áp đặt lên đời sống tràn đầy hạnh phúc của thổ dân. Sau khi cây thập giá ác đến Mỹ Châu, nó đã biến châu lục này thành biển máu tràn ngập thống khổ, e rằng còn tồi tệ hơn hình ảnh hỏa ngục mà giáo lý Thiên Chúa giáo thường đưa ra để ngăn răng đe tín đồ. Bằng vào sự cứu rỗi và tính nhân đạo của văn minh da trắng bề trên, người Âu Châu có lý do để cứu rỗi và thương yêu những nô lệ trên vùng đất chiếm đóng và lương tâm khỏi phải chất vấn. Tại đây, người da trắng áp dụng chính sách thập giá trong tiên nhìn của linh mục Trần Tâm Tĩnh. Đầu tiên, họ không cho rằng người da màu có linh hồn mà chỉ như thú vật. Khi xem giết người da màu để cướp đất, cướp của cũng chẳng khác người nông dân Việt Nam lấy lửa hun khói đốt tổ ong để lấy mật. Người đốt tổ ong còn nhân đạo hơn người Kitô giáo cướp châu Mỹ. Họ chỉ xem họ như đi săn thú, săn chim, đánh cá, săn bắt được càng nhiều càng tốt. Thú vật được Thiên Chúa tạo ra để phục vụ con người, giết thịt hay bắt súc vật làm nô lệ chả khác gì nuôi chó, nuôi mèo, nuôi bò, ngựa là chính đáng, được viết trong Kinh Thánh. Chính vì vậy Columbus bắt trẻ con da đỏ làm thịt nuôi chó săn của ông ta, thậm chí lạm sát trẻ con đến mức độ các bà mẹ đẻ con ra là tự bóp mũi cho con chết rồi đem chôn, không nhẫn tâm để con mình làm món hamburger vào bụng chó của Columbus, cướp của giết người, bắt nô lệ và nếu có thể thì tiêu diệt toàn bộ thổ dân cùng với các nền văn minh nơi họ đặt chân đến mà không một chút cắn rứt
Theo Eric Khasum, nhà sáng lập tổ chức Emergent Institute, từng là cây bút viết diễn văn cho Tổng thống George Bush, ngài cũng là cộng tác viên đầy uy tín của các báo danh tiếng như Los Angeles Times, New York Times, CBS News, đã viết trên Huffington Post bài báo tự đề Columbus Day. Nếu Christopher Columbus còn sống đến ngày nay, ông ta chắc chắn phải bị đưa ra trước tòa án quốc tế về tội diệt chủng, y hệt như người ta dẫn đục độ và xét xử Saddam Hussein. Nhưng theo các sử gia nêu trên nhận định, tội ác khát máu của Columbus kinh khiếp đến nỗi nếu so sánh với Saddam Hussein thì độ tệ Saddam chỉ thu nhỏ lại như con cá Mori thật lu mờ. Eric Khasum đã làm nhục Saddam Hussein khi so sánh ông ấy với Columbus. Nếu tội của Columbus chỉ là một như Eric Khasum lên án thì tội của người Kitô da trắng là 1000 lần đáng nguyền rủa hơn. Vì Columbus chỉ là con chó nhỏ do nữ hoàng Isabel được lệnh của giáo hoàng Alexander thứ 6 thả ra ngoài biển. Ngoài ra, chúng ta không thể quy trách tội của Columbus mà quên đi rằng ông ta chỉ làm tướng tiên phong. Còn biết bao trinh tướng Kitô da trắng đi sau ông, kể cả con trai là Diego Colón, đã liên tục trong năm thế kỷ, thế hệ này sang thế hệ khác, đến đây bóc lột nhân bản địa như thế nào. Ngoài bút của Eric Khasum còn cho ta biết thêm, viết lại trong nhật ký Columbus kể rằng họ tức thổ dân Arawak đẹp người, nhanh lẹ và tử tế. Ông ta còn ghi thêm rằng người dân Arawak hiền lành, có đặc điểm rất vị tha bác ái, họ sẵn sàng hiến tặng chia sẻ với bất kỳ ai, và khi được yêu cầu giúp đỡ thì họ không bao giờ từ chối. Người Arawak không có vũ khí, xã hội của họ không có tội phạm, không có nhà tù, cũng chẳng ai bị nhốt tù. Tâm hồn họ bác ái đến nỗi Columbus ghi lại trong nhật ký rằng ngày mà con tàu của Satan Maria, tàu mang tên Đức Mẹ chuyên chở đoàn quân khát máu Tây Ban Nha đi diệt chủng, bị đắm, thì dân Arawak đã hết mình lao lực hàng giờ để cứu giúp thủy thủ đoàn cùng hành lý. Người dân bản xứ lương thiện đến nỗi không một vật gì bị thiếu sót. Nhờ nhật ký của chính Columbus, ta biết được rằng tại châu Mỹ, lúc chưa được ánh sáng văn minh Kitô giáo chiếu rọi, chính là một cõi thiên đường chan hòa phúc âm phi Kitô. Mà cho đến nay, với học thuật và thông minh của thế kỷ 21, chúng ta có thể nằm mơ cũng không tìm đâu ra một nơi trên trái đất tràn ngập minh triết và hạnh phúc như thế. Cảm thấy Columbus là một vết nhơ cho nước Mỹ, Eric Khasum đã mạnh dạn hô hào Hoa Kỳ hủy bỏ ngày lễ hàng năm tưởng niệm tên đồ tể khát máu này. Hãy làm cho chúng ta sạch sẽ, hãy nói lên sự thật về Columbus, hãy tẩy chay ngày lễ ô nhục này, bởi vì nó vinh danh một kẻ sát nhân hàng loạt. Xin thưa, Columbus và hầu hết người Tây Bồ vào thời ấy luôn nghĩ rằng họ đang mang sứ mạng phục vụ Thiên Chúa, đem thánh giá đến những nơi chưa biết danh ngài. Lúc ra đi, họ không nghĩ có thể đánh chiếm và thu hoạch nhiều lợi nhuận quá dễ dàng tại những nơi họ đặt chân đến. Columbus đã từng nói: nhân danh Chúa ba ngôi, hãy cho chúng con luôn bán được nhiều nô lệ. Đó là chưa kể chính giáo hoàng Alexander thứ 6 cắt mặt đất làm hai, ban cho hai vương quốc Tây và Bồ, như đã được trình bày ở trên. Ngày nay, dấu tích văn hóa Kitô giáo thập ác vẫn còn lưu lại trên hầu hết các lá cờ như cờ Anh, cờ Thụy Sĩ, cờ Phần Lan, cờ Na Uy, cờ Thụy Điển, cờ Hy Lạp, cờ Argentina. Ngay cả dấu chữ thập đỏ, hồng thập tự và chữ thập xanh Phật Maxi đều phát xuất, Phật Maxi là thuốc Tây đó, phát xuất từ sự thống trị xã hội của Kitô giáo tại Âu Châu.
cho rằng mọi cứu trợ, bệnh tật, nhân đạo đều đến từ ân sủng của Thiên Chúa. Một số quốc gia Ả Rập phản đối biểu tượng thống trị này, đã gọi chữ thập đỏ của họ là trăng lưỡi liềm đỏ hay bánh croissant đỏ. Xin cảm ơn quý vị đã các bạn đã chú ý lắng nghe đến giờ phút này. Xin làm tiếp theo vào clip sau. Bài này hơi khá dài. Xin tạm biệt quý vị các bạn.